nhiều lắm. Rồi nè, anh đưa cho các bạn xem một trận nha. Đó, thấy chưa? Đây các bạn. Thấy cho tưới cái xô 3 số hay luôn rồi. Từ 3 số là xô xô tím đó. Xô nước tím đó. Đó các bạn thấy không? Cái đọt nè, bóp để dần cái đọt nó vẫn còn xì 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 hơi kìa. Đây trái kinh lắm. Nè, thấy chưa các bạn? Thấy chưa? Nè, mấy nhánh cấp 2 kìa. Đó, thấy chưa? Đây nè, lên trên nè. Cái này tầm trong mấy trái tầm 3, tầm 3 trái. Xin chào các bạn. Thái đang có mặt ở trong bên bờ mít nè. Đây các bạn xem một cái dạng cây ha. Trái rất là nhiều trong đây nha. Trái nhiều lắm. Đó. Thì bây giờ hiện tại bây giờ các bạn thấy không? Đó, có một số cái đọt le le ở trên. Thái cho là làm già lá rồi. Thái cho là làm già lá rồi. Thì giờ hiện tại dạng lá nó còn lại như thế này đây. Đây. Những cái đọt như thế này đây. Đó, nhưng mà các bạn thấy không? Ở trong ha, ở ngoài các bạn không thấy cái trái ở trong đâu. Mà vô trong nè. Cây như thế này nè. Đó, thì trái như thế này. Đó. Đây nè, một nhánh là lấy 3 trái thôi. Còn lại ở trên nè, dài lên trên nha. Cây này thì trung bình 70 trái, 80 trái gì đó. Thì các bạn thấy không, cái thưa thưa vậy đó ha, nhưng mà trái rất là nhiều nha, trái dữ lắm. Cây này thì cái gốc này thì nó là mấy năm, nó là hơn 7 năm, gần 8 năm rồi. Các bạn thấy không, da nó lột ra đã không, tứ ọt nó bu nuôi từ đó tới giờ nè các bạn. Đó, thấy chưa, đó, cây gì đó. Đây, cái bờ này các bạn thấy không, hai cây này nó trồng gần như nhau nè. Đó, nhiều các bạn thấy không, nó khác quen nhau hoàn toàn. Đây nè, hồi năm trước á, thì nó nói cây này nó chỉ có 40 trái thôi. Hồi nãy mình lên mình đếm cây này thì bây giờ nó hiện tại nó gần 160 trái cái này nè, nhưng mà mình nói là mình cần là 140 trái thôi được ha. Cái nhỏ nhỏ vậy cho nó rớt với mấy trái nhỏ này bớt rớt đó. Nhưng mà có cái mấy nhánh cấp 2 này các bạn ha, các bạn thấy không, trái đã không, trái bự không, trái này gần 38 ngày rồi ha, trái 38 ngày rồi ở trên kìa, ở trên kìa. Bạn thấy cây nó lớn không? Cây này mình nói ha, mình nói với nó là cây này phải để tầm 500 kg mới được. Cây này phải để tầm 500 kg mới chịu, mới vừa cái sức của mình. Chứ mà để chừng 200-300 kg thì nó tức lắm. Nè, các bạn coi nè. Trái dưới ha. Nè, lật bỏ nè, trái gì là phải lật bỏ luôn nè các bạn. Nè. Đây còn tròn thế nè, tại nó nhiều quá. Ngày nó tỉa kinh lắm. Thấy không? Vàng đất ở trên. Đầu thì đầu dữ lắm. Đó, thì bây giờ nè, các bạn sẽ gặp như nãy mình nói, mình cho các bạn coi trái cho nó đi, mình phóng mình bên kia kìa, đó, bên đây nữa nè, ha, đó, thấy chưa, nguyên vàng kìa. Thì mình nói với các bạn là, bên cây nữa nè, mình có cho các bạn xem cái đọt như thế này, hiện tại cái thiết đọt nó rất là mạnh, cái đọt rất là mạnh, đó, thì các bạn thấy nè. Hôm bữa mình có cho nó chai nấm hồng à, nó xịt bây giờ nó là hoài tử nấm hồng chân nè các bạn nha. Hoài tử hơi nấm hồng chân nè. Thì các bạn sẽ thấy nè, cái đọt của nó mà xì ha, trái ở trong nó bị sạch, nó bị đỏ gai. Hôm bữa nó báo như là bị đỏ gai. Đó, thì bây giờ hiện tại là nó xanh lại rồi à, nó lớn nó xanh lại rồi. Đó, trái ha, trái quá quá thứ là trái. Cái đọt ngoài thì bóp nó chìm như thế này nè các bạn. Đọt ngoài nó bóp nó chìm lại như thế này nè. Một số khách hàng mình thắc mắc, người ta thắc mắc nhiều lắm các bạn ha. Khách hàng hầu như ngày nào cũng có bao nhiêu người đó, bao nhiêu khách hàng đó gọi về. Ừ Thái ơi, sao mà cái trái nó đỏ, trái nó đỏ gai quá ha. Rồi hiện tại bây giờ rồi có cách nào khắc phục không em ha. Rồi Thái có nói là các bạn, Thái có nói với khách hàng của mình là bây giờ em hỏi thật anh, anh ra ngoài anh coi cây nó có le đọt không. Các bạn biết mà, tiết đọt đang rất là mạnh. Tiết đọt rất mạnh thì nó sẽ bị cạnh tranh dinh dưỡng nha. Một số khách hàng nào mà ra đọt quá nhiều đó, cạnh tranh dinh dưỡng đây thì nó sẽ gây tình trạng là đỏ gai. Thì bây giờ thì rất là đơn giản, bạn thấy không, một số trái mà một cái cây nãy Thái cho các bạn xem đó, cái cây như thế này nè. Đó, thì Thái cho bóp cái đọt lại hết trơn rồi, nó cũng đơn giản lắm các bạn. Thái cho giống như cái vườn này, Thái cho xài hơi xa kẽm à, hoặc cái kali Israel nó cộng vô với nhau ha, bóp cái đọt là cái đọt nó chìm liền, bóp cái đọt là cái đọt nó chìm đen thui vậy nè các bạn, chìm đen thui vậy nè.
trái trong thì nó sẽ giúp cái trái nó vẫn lớn bình thường, chứ nó không có bị đỏ gai ha. Các bạn thấy nó đỏ gai có nghĩa là nó bị chậm lớn thì dưỡng nó không rút được. Cái trái này trái gì trời, dinh dưỡng theo các bạn, dinh dưỡng nó không rút được thì không rút được thì nó kiểu như mình nói là nó cứ đỏ đỏ hoài, nó cứ đứng chỗ hoài thì nó đâu có lớn đâu. Trái gì nè, trái này thì cổ này bự hơn các bạn, cổ này bự hơn nha. Mẫu trái là mẫu trái dài nha các bạn, mình mẫu trái dài nha. Năm trước là mẫu trái tròn thì nó không có kiếm một trận là sợ rồi. Năm nay là phải cố gắng làm trái dài để nặng ký á, chứ không đơn giản mà. Đâu phải để đầu đạm cao xíu. Trái dài chút xíu. Ui dạ. Trời ơi nhắm tới ơi. Đây nè các bạn. Cái đầu đọt ha, bóp đầu đọt cứ ngắt lại luôn. Ở trong xá Thái vẫn cho xịt cái bộ lớn trái bình thường của Thái ha. Nhiều lắm. Rồi nè. Để lia cho các bạn xem một trận nha. Đó, thấy chưa? Nè các bạn. Thái cho tưới cái xô 3 số ha luôn nè. Cái 3 số là xô tím đó. Xô nước tím đó. Đó các bạn ha. Cái đọt nè, bóp để dần cái đọt nó vẫn còn xì 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 hơi nha. Cái trái tinh lắm. Nè, thấy chưa các bạn? Thấy chưa? Nè, máy nhấn cấp 2 kìa. Đó, thấy chưa? Đây nè, lên trên nè. Đó. Nè. Ồ, thấy chưa? Cái này tầm trăm mấy trái, trăm ba, trăm ba chục trái gì đó. Nhỏ nhỏ vậy nè. Đó. Đây nè. Đây nè. Đóng chàng. Tấm chàm này để chừng nữa căng lên nè. Đó. Đây, chim ngưỡng ha. Thì Thái nói gì như thế này nè. Thái nói với các bạn nè, Thái nói luôn. Cái tiết đọt hiện tại bây giờ thì các bạn không thể nào các bạn chặn lại nó đâu nha. Trừ khi các bạn lấy ra qua xanh đốt cái đọt nó bỏ đi thì nó sẽ ngưng lại, nó không có đi đọt nữa, nhưng mà cái dàn lá của mình nó sẽ tổn lắm tổn. Đó. Bây giờ Thái nói là thôi khách hàng mình là trái bây giờ hiện tại nó như thế này rồi. 50 ngày, 4 mấy 50 ngày hết trơn rồi ha. Có cổ 38 ngày thì mình cũng dẫn cho vuốt theo luôn, chứ mình không có cho chặn. Đó thì bây giờ bằng mẫu giá là mình vuốt cái đọt, có nghĩa là 5 ngày mình cho xịt một cửa nha. 5 ngày cho xịt nửa nha bạn, xịt từ 2 lần tới 3 lần là các bạn thấy cái dàn lá nó xanh luôn. Nó xanh như thế này nè. Nguyên một dàn lá nó xanh như thế này nè. Ha. Nó xanh như vậy nè. Đó. Đó. Cho các bạn xem nè. Đó. Luôn. Đây. Ha. Xanh như nè. Đó, các bạn phải bóp nó lại chứ không thôi trái nó dài liền, trái nó dài trái liền. Ở trong mình cho xịt lớn trái ha. Nè các bạn coi nè, cái đọt nè, đọt đi ha. Đó, đi ra tới đâu cũng mở già tới đó, thấy chưa các bạn. Nè nó già tái nè. Đó là xong. Như là những cái đọt mà nó đã chuẩn bị ra là nó chìm nó luôn, nó bóp chìm nó luôn. Đó, các bạn không thấy không, đơn giản nha. Còn bây giờ các bạn chặn thấy ơi, bây giờ bán cái thuốc chặn đọt, chặn làm sao mà chặn lại nó. Ông trời ông cho đi đọt mà sao bạn chống nó được, không có chống nó được nha. Đó, các bạn coi kìa, trời ơi, chân chảy nó một ổ chảy kìa. Trời ơi, đẹp chưa? Rồi, thì mình nói với các bạn nè, bây giờ hiện tại đang có tiết đọt rất mạnh ha. Nó ra đọt nên các bạn phải chấp nhận cái chuyện bể gai thôi. Không phải, gai nè, chấp nhận cái chuyện đỏ gai thôi. Thì các bạn phải làm sao cho nó xanh gai lên, các bạn phải ém cái đọt lại nha. Cây này đang nhiêu trái đây? Cây đang nhiêu trái đây? Cây này hiện tại chắc cũng phải được mấy chục trái nè, 70-80 trái không à. Không có nào yếu hơn đâu. Vậy không nè các bạn. Mê không? Vậy mà không mê thì được. Rồi. Ok các bạn. Xin chào các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở đâu có video sau.